Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có đây A51 nhưng không phải là Samsung Galaxy A51 mà là ZTE Blade A51 các bạn ạ Nhưng thực sự mà nói khi mà chúng ta nhìn từ phần mặt lưng của cái A51 đến từ nhà ZTE thì nó cũng có hơi hướng Giống với những sản phẩm A51 đến từ nhà Samsung đã từng là mưa giảm gió tại thị trường Việt Nam đúng không? Và đây cũng là cái sản phẩm được bán chính hãng ở thị trường Việt Nam Và nó được bán mình nhớ không nhầm là được bán online với mức giá khoảng 2,8 triệu các bạn ạ Vậy thì cái lần quay lại này của bên nhà ZTE với một cái sản phẩm giá rẻ Thì nó sẽ có những gì liệu nó có đáng để các bạn lựa chọn hay không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mở hộp cũng như là trên tay nhanh cho anh em về Blade A51 Let's go! À, đầu tiên thì xin lỗi anh em ha đôi lúc à, mình đọc không có đúng tiếng anh thì anh em cũng thông cảm bạn đừng có chửi mình nhiều quá à bây giờ trước khi trước tiên mà mình à Chia sẻ cho anh em về A51 thì mình xin phép là mở cái hộp này ra Thực sự thì mặc dù có cái giá tiền khá là rẻ Nhưng mà mình không hiểu tại sao mà bên nhà ZT đóng hộp cũng khá là ok, cứng cáp đấy các bạn ạ Đây, cái cách mà họ để những cái phụ kiện vào bên trong nó cũng khá là đẹp đấy Đó, à, chúng ta sẽ được tặng một cái sợi cáp USB Type-C đấy Hôm trước nha, có một bạn bảo rằng là Ôi trời ơi, Techno tầm giá 3 triệu rưỡi, 3 triệu 6 mà không có USB uh, Type-C thì ok hôm nay Có một chiếc máy các bạn sẽ có USB Type-C Nhưng sẽ mất đi khá, khá thứ đấy <laughs> Đây này chúng ta sẽ có cáp USB Type-C nha Rồi uh, đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ có thêm một cái ốp lưng dạng silicon Một đống sách hướng dẫn sử dụng u uh, quay cho xin được bỏ trong một cái bọc lần đầu tiên mình thấy sau bao năm rồi đó đó, còn ở bên trong này thì có những gì đây Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm Một cái củ sạc với công suất sạc lên tới 5W anh em ạ, 5W nha. Đó, đó, các bạn thấy không? Các bạn có USB Type C và chúng ta sẽ có sạc là 5W không được 10W nữa cơ. À, và quay trở lại với chiếc ZTE Blade A51 thì nếu mà các bạn nhìn từ phần mặt lưng á, nó sẽ có những cái họa tiết rất là giống với những cái phiên bản màu xanh của chiếc A51 đến từ Samsung ha và cái phần mặt lưng này á, thì nó cũng sẽ được làm kiểu như họa tiết 3D á. Đấy, các bạn trà vào nó rất là thích tay luôn ạ Và tất nhiên là với một cái mặt lưng như thế này Thì nó sẽ hạn chế bám bụi bẩn Cũng như là mồ hôi cực kỳ là tốt à, Có một cái điểm mà mình không thích đó là gì Loa mà đặt ở phía sau như thế này là không có ưng rồi phải đặt ở phía dưới như thế này thì mới được chứ còn nếu mà đặt ở đây các bạn mà đặt lên bàn là ối rồi ôi luôn khỏi nghe được cái gì luôn các bạn ạ à, được một cái là chiếc máy này sẽ có cảm biến vân tay sau màn hình nha các bạn nghe đúng luôn nha cả biến vân tay sau màn hình đấy à, nó phải sau màn hình này đó. rồi chúng ta sẽ có cái cụm camera thiết kế hơi giống với a năm luôn với camera chính độ phân giải là 13 chấm chúng ta sẽ có đèn flash cũng như là có thêm một cái camera có độ phân giải là hai mươi xe với dòng chữ ai camera còn phía trước thì tất nhiên rồi một chiếc máy ở trong cái tầm giá khoảng hai triệu tám thì nó cũng chỉ sử dụng màn hình dạng giọt nước mà thôi nhưng mà cái cầm hơi dày các bạn ạ thật sự là hơi dày đấy ở cái viền này nó cũng khá khá là dày á và cái chất lượng màn hình của a 51 này thì mình đánh giá nó ở chỉ mức là tạm được thôi hơi hơi tạm được thôi bởi vì cái độ sáng màn hình các bạn thấy rằng là nó không có cao á mình mặc dù mình kéo maximum á thì nó cũng chỉ được như thế này mà thôi mình đang hơi lo lắng là nếu mà chúng ta ra ngoài trời nắng á thì có thể là rất là khó để có thể là sử dụng được á, được cái là kích thước màn hình thì tương đối là lớn này, màu sắc thì nó cũng ok khi mà chúng ta nghiêng ở những cái góc như thế này các bạn thấy rằng là khi mà mình nghiêng á thì nó sẽ không bị biến đổi màu á, đó là một cái điểm cũng được ở trên cái uh, chiếc A1 đến từ bên nhà ZTE. Tất nhiên là cái máy này thì vẫn chỉ có màn hình dừng lại ở mức là HD cộng và tần số quét là 60Hz thôi nha. Còn về cấu hình thì A51 đã sử dụng vi xử lý đến từ thương hiệu là Unisoc này Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có 3GB RAM và 64GB bộ nhớ trong Bộ nhớ trong 64 là một cái điểm nhấn tương đối là lớn ở trên chiếc chiếc 51 này nha Bởi vì không nhiều những chiếc máy trong cái tầm giá chính hãng khoảng 2,8 triệu mà chúng ta có bộ nhớ trong là 64 Cho nên là anh em nào mà thích bộ nhớ trong lớn thì đây đây cũng sẽ là một cái sản phẩm để mà có thể là lựa chọn được ha à, Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có camera selfie và cũng được tích hợp AI luôn các bạn ạ Đó mình sẽ mở vào phần camera này À, nhưng mà mình thấy rằng là cái hiệu năng của zta 51 51 thì nó cũng không phải là quá ấn tượng lắm đâu Nói chung là chỉ đủ, rất rất đủ để đáp ứng cái nhu cầu cơ bản của anh em thôi Còn các bạn nào mà à, muốn một cái nhu cầu nó lớn lớn hơn thì à, chắc chắn là không được rồi Đây các bạn thấy rằng là nó sẽ có cái hiện tượng khự đó. khi mà mình vuốt những cái à, thao tác chụp ảnh như thế này này Thì nó cũng sẽ có cái sự khự nhẹ ha, Đấy, không hề nhẹ đâu Đây, đó nó sẽ không được mượt cho lắm á cho nên là các bạn cũng cần lưu ý một tí xíu về cái điều này ha. Và ở trên cái chiếc ZT A51 thì có một cái điểm mà mình không thích, đó là gì là nó sẽ sử dụng những cái ứng dụng mặc định đến từ nhà Google như thế này thì chắc chắn rồi, tính năng âm của gọi nó sẽ không có. Và bên cạnh đó nữa thì với cái công suất sạc chỉ là 5W của cái adapter á thì nó cũng sạc tương đối là chậm á. và viên pin cũng chỉ là 3200mAh mà thôi, thực sự thì cũng hơi lo lắng với cái tầm tiền này mà chỉ có 3200 thì nó thực sự rất là ít đấy. Còn đây là cái phiên bản giao diện mà nó đang sử dụng thì đang chạy cái hệ điều hành là Android 11 này. Ở bên trong phần device ấy, thì mình thấy rằng là nó sẽ ghi là ZTE Plate A51S nhưng mà mình có hỏi bên nhà ZTE Việt Nam thì họ bảo rằng là đây là chiếc A51 nha các bạn. Và đó cũng là những điểm mà mình muốn chia sẻ nhanh cho anh em về cái chiếc ZTE Plate A51. Nói chung đây là một chiếc máy cực kỳ là cơ bản mà thôi và nó vẫn có tương đối là nhiều những cái điểm mà mình chưa thực sự là hài lòng lắm ấy vậy các bạn suy nghĩ gì về chiếc máy này đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay còn bây giờ thì bye